Lô 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 lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Mà ở video này thì Khải xé đồ khai bán anh em. Chung là xé đồ khai bán thì cái đai lưng thì cũng có khá nhiều chạy người chạy giá. Mà nói chung thì có thấy anh này anh nói chuyện cũng khá là dễ thương. Là ok, nói chung thì bán nhanh này anh em ơi. Biển Kinh Bắc. Kinh Bắc. Ok. Mình bán đai lưng này 18 kim nha anh em. 18 kim. Nào ta. 18 kim đai lưng này nha anh em. Nói chung đai lưng này có khá là nhiều người trả giá rồi ấy, nhưng mà khả năng định 20 kim khả mới bán. Định 20 kim mới bán mà thấy anh này nói chuyện cũng ok ấy. Rồi thôi bán cho anh này cũng được, để coi anh ban tiền chưa. Em coi thử ban tiền cho nó anh cả nha. Anh này ban tiền trực tiếp. Ban tiền trực tiếp luôn nè. Ban trực tiếp luôn nè em ơi. Trực tiếp xong rồi giao dịch, đây cho anh em xem cái đai. Đai này gọi là hàng no server đó nè em. Server tìm chưa ra cái nào đẹp như Khả đâu nè em. Sinh lực cao, nội lực luôn cho đường môn là tuyệt vời luôn. Không còn gì phải chờ luôn nè. Đai lưng này thì anh em cũng thấy trên kênh Khả, không còn gì phải chờ nè. Rồi anh ban nữa. Ban rồi giao dịch nè. Ếch nào, ếch tên gì? Ếch tên gì? Con này nói chuyện là cảm giác ổng cũng dạng này một người tâm huyết ấy. Không biết là chơi phái gì? À chắc là đường môn không phải. Phái gì ta? Phái gì ta? Mình không biết phái gì nữa. Em coi tôi chuyển chưa? Biển Kinh Bách này à. Đưa. À đây, Bixi là phá gì đây, cũng lô mà. Phá gì đây. Đường môn. Đó, đường môn nhìn cái đai lưng này phải nhiều rồi nè. 108 đủ ạc gửi này. 108. Rồi, ok, đã nhận tiền. Bixi, giao dịch đai lưng, ok, giao dịch anh. Rồi, bán đai lưng này nha nè mày. Bán 18 kim, 1.2 triệu. Úi, gì vậy? Đủ xem rớt rồi. Bái liền. Và anh trai. Anh trai đừng lại em rung. Rồi, bay đai lưng nha nè mày. Nói chung đồ đường môn Khải xé ra là Khải bán phóng mộ nè. Bán gần hết rồi. Bán gần sạch sẽ rồi nè. Rồi, hỏi đúng hạn chưa? Đúng ạ, chưa anh. Em nhận được tiền rồi đúng không? Ok anh. Ok anh chúc anh vui vẻ. Rồi nói chung bán được đai lưng 18 kim rồi cho anh em xem này. Bao tay Khải bán 3 kim rồi, đai lưng 18 kim rồi, giày bán 2 kim rồi. Rồi còn lại ít đồ nữa cứ bán từ từ nè mày. Nói chung tầm này thì ba cái đồ này thì bán phát một thôi nè. Rồi tiếp tục anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Không những video tiếp theo từ con Ảc Thiên của Khải nha nè. Ảc Thiên Khải gần đủ set đồ rồi.